Nếp thở phào nhẹ nhõm khi biết được công việc mờ ám mà Anna làm thực chất chính là biểu diễn đường phố. Điều này càng khiến cho Nếp thêm hâm mộ của bạn. Nhóm của Kim cùng nhau tìm kiếm công việc làm thêm để trang trải cuộc sống, nhưng thất bại. Khi các cô gái bắt đầu trở nên nản chí vì sự khắc nghiệt nơi thành phố, thì gợi ý thành lập kênh âm nhạc cùng nhau của Nam Phong đã vực dậy ý chí của nhóm bạn. Liệu những thử thách nào đang đợi họ ở phía trước? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo của Đường đua Idol thế hệ Z. Những người như tụi mình mới là tài năng tương lai, niềm hy vọng của học viện La La này. Chứ đâu như cái bọn kia, phát âm còn không rõ, lấy gì mà luyện giọng. Tính ra là cái danh hot boy trường La La chỉ là hư danh thôi. Chứ cua một em mới toanh đâu có được. Mà cua không được thì sao nè? Thì bum. Tao nhìn mặt với mày hả? Nè, nhìn xịn sò quá ha. Đừng có nói với tụi em là mấy cái này để anh quay clip đó nha. Mấy cái này chỉ để quay clip tiền tỷ thôi, chứ bọn em tay mơ như thế này chắc không cần nhiều vậy đâu ạ. Ờ, không cần là không cần sao? Không cần là không cần như thế nào? Tất cả mọi thiết bị ở đây là chúng ta đều cần hết. Tất cả mọi thiết bị ở đây cũng là đầu cụ của chúng ta mà. Nhưng mà nhiều như vậy tụi em đâu biết xài đâu. Chắc cái tháng này mua cũng phải gần cả 100.000 ha. Cái gì? Dạ, cái tháng đi nè. Cái tháng hả? Dạ. Bé, cho anh hỏi này nè. Hồi đó em muốn sửa nhiều lắm phải không? Dạ. Trời ơi, hàng gì trí tưởng tượng em phong phú ghê luôn á. Cái này là cái chân máy, đâu ra cái tháng. Cái này là tính tiền triệu em nha. Mấy trăm ngàn của em á, chắc mua được mấy cục nhựa dưới đây thôi. Trời ơi. Cái đó đó là dùng nâng đỡ camera là chính. Khi mà tụi em làm video clip á, thì sẽ có những lúc á, tụi em di chuyển máy. Và cũng có những lúc tụi em phải cố định máy. Thì cái đó sẽ giúp tụi em cố định lại một chỗ và không có làm cho video clip mất chất lượng. Chính xác. Thì ra là như vậy, nghe đơn giản mà phức tạp quá không? Wow, anh Bobby quả là một bầu trời tri thức. À, hai chị em chụp cho anh một tấm. Em ơi, cái này là đồ làm ăn nha, chứ không phải đồ chơi đó. Em nhẹ nhẹ tay giùm anh cái nha. Trời ơi, có chụp được không? Thôi lên riêng ngồi xuống đi. Trời ơi, cái này là cục cưng của tôi đó. Trời ơi, thả anh nói em nghe nè. Em hành hạ thân xác của anh đi. Em đừng có hành hạ thân xác cái cục cưng này của anh. Trời ơi, có sao không con? Nè, tụi em á tập làm quen với mấy cái thiết bị này dần dần đi. Tại vì á, muốn làm một video clip chất lượng á, thì ngoài cái sự biểu diễn của các em, thì các em cũng phải biết cái cách quay dựng nữa. Tụi em biểu diễn hay cỡ nào mà quay dựng kém á, thì clip tụi em vứt đó. Đúng là chuyện làm clip để up lên YouTube khó khăn hơn tụi em nghĩ. Nhưng mà tụi em cũng không biết học ở đâu hết đó. Mà cả thiết bị tiên tiến nhất em từng xài là cả điện thoại đó. Còn phần mềm phức tạp nhất em từng dùng thử là phần mềm chỉnh sửa ảnh, có kèm theo bóp mặt, kéo chân, make up nữa đó. Thôi đừng có lo lắng nhiều. Nếu không có biết á thì có mấy chị đây chỉ nè. Mọi người chịu giúp tụi em thiệt hả? Ừ. Vậy thì tốt quá. Để tôi anh giúp cho. Gì vậy? Nãy giờ tôi chưa nói gì nha. Tôi chưa đồng ý gì hết trơn á mà ngồi đó vỗ tay. Ý anh là sao? Thì vậy mấy em học á là tất nhiên anh phải cho tụi em mượn cái máy của anh. Mà cho mượn cái máy á thì anh phải ngồi ở đây nè. Anh nhìn tụi em hành hạ cùng cưng của anh. Sao giờ ta? Thì thôi, anh sẽ cho tụi em mượn. Nhưng với một điều kiện là phải cưng cục cưng của anh nha chưa? Phải nghe theo những gì mà anh hướng dẫn tụi em sử dụng. Ok không? Nếu ok anh mới dạy tụi em học. Hãy hỏi bác Bi. Hãy hỏi thầy giáo mới. Yeah. Vui con, vui con. Tôi nói rồi đó, không thương cục cưng của tôi á, tôi thề tôi bỏ nghề luôn đó. Nhớ kêu cái này là cái chân máy nghe chưa? Đừng kêu là cái thang nữa. Dạ, cái thang. À, cái chân. Cái chân máy. Tụi mình thật là may mắn khi gặp được anh Nam Phong, chị Thiên Di, cả anh Bobby nữa. Mọi người đối xử tụi mình quá tốt, đúng không? Cũng nhờ trời Phật mà tụi mình gặp được các sư phụ vừa có tài mà vừa có tâm nữa chứ. Tôi mong là tụi mình có thể tìm được thể loại nhạc phù hợp với tụi mình,
rồi cứ thế mà làm, cứ thế thành công, rồi nổi tiếng. Đúng rồi đó. Nếu mà hả bà nổi tiếng thì đâu phải giấu giếm chuyện gia đình nữa. Cũng không nói trước được điều gì đâu bà. Theo suy nghĩ của ba mẹ tôi thì ca sĩ là một ngành vừa bấp bênh mà nhiều cám dỗ nữa. Mẹ tôi nói làm bác sĩ thì được gọi là bác, làm luật sư thì được gọi là ông, làm kinh tế thì cũng là ông này ông nọ. Chỉ có riêng làm nghệ sĩ thì bị gọi là thằng là con. Thôi đừng buồn nữa, tụi mình nhất định sẽ làm được mà. Ừ, tôi sẽ cho ba mẹ tôi biết rằng làm nghệ sĩ cũng được nhiều người yêu quý. Đúng rồi đó. Mà mấy nay tôi cứ nôn nao gì á. Tôi nôn tới cái ngày mình nổi tiếng á. Cái người ta gọi tôi là ca sĩ Mirai xinh đẹp, tài năng. Chứ không phải kêu tôi bằng nhỏ Mirai tiểu thư hậu đậu kém cỏi nữa. Ê ê, mà mày ba biết tại sao tôi muốn nổi tiếng không? Sao? Là vì muốn giúp gia đình tôi thoát nghèo đó. Mà hay lắm nhá. Không chỉ nhà tôi nghèo không đâu, mà còn cả làng nghèo, cả xã nghèo. Nghèo có đường dây, có tổ chức luôn á. Thì ra là vậy. Còn Kim, bà thì sao? Thì tôi cũng giống mấy bà thôi. Cũng muốn mình thành công, mà bằng chính tài năng của mình, để sau này cuộc sống của tôi với gia đình tôi á tốt hơn. Tụi mình nhất định sẽ làm được mà. Nhất định. Nhất định. Ê, hay là tụi mình làm một cái bản quyết tâm đi. Bản quyết tâm là cái gì? Thì là bản quyết tâm đó. Nói chứ tôi cũng chưa biết gọi là cái gì nữa. Nhưng mà mình sẽ viết là ngày nay, tháng nay, năm nay tụi mình đã đặt ra một bản quyết tâm sẽ nổi tiếng. Sau đó đóng khung lại, bỏ tủ để ngày nào cũng có thể nhìn thấy. Hay đó. Làm như vậy ngày nào tụi mình cũng sẽ ghi nhớ là phải quyết tâm, không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Vậy giờ tụi mình làm luôn ha. Tôi đi vô lấy đồ cho. Gì mày? Thì cái tiếng vừa rồi là giống như cái tiếng dành cho một anh hot boy của trường mình. Là sao quá? Trời ơi, cái tiếng vừa rồi không phải tiếng vỗ tay đâu, mà là tiếng nổ, mày hiểu không? Tại vì nghe đâu á là có anh hot boy của trường mình nè, đẹp trai lắm, phong độ rồi lắm, hứa sẽ cua một cô gái trong vòng thời gian ngắn. Mà tới giờ chỉ nghe nổ chứ đâu có nghe cái gì đâu. Ê, nói giống bạn tao ghê nha. Đúng rồi, từ giờ mình đừng gọi nó là game nữa, mà gọi nó là bom đi. Ê ê ê mày, hồi đợt nó nói là cua trong thời gian nhiêu ta? Mày nhớ là coi, 3 nốt nhạc. Ủa còn giờ? 300 bài hát. Nè, tụi mày có thôi đi chưa? Nghĩ vậy là vui lắm á hả? Vui vẻ ông Bảo nè. Đúng rồi, vui vẻ ông Bảo. Mà đợi Kim nó cua được xong Kim á, tao nghĩ là lúc đó mà thằng Vinh á, nó đủ trình mà nó cua được mấy cái em siêu mẫu trên TV luôn. Chính xác, chính xác, chính xác. Mày biết sao không? Mày biết sao không? Đơn giản là tại vì mấy em siêu mẫu á, đâu có ghét tao giống như người ta ghét ai kia. Nè, tính ra là cái danh hot boy trường La La chỉ là hư danh thôi. Chứ cua một em mới toanh đâu có được. Mà cua không được thì sao nè? Thì bum. Nè, tụi bay á, chờ nó đi. Mấy thằng bạn khốn nạn. Ôi, nó kêu mày chờ kìa, mày chờ kìa, mày chờ được không? Thôi Quảo ơi, thôi không chơi, thôi không chơi được đâu. Bạn bè như hạch. Ohio. Ohio.
là do cô luyện thanh mỗi ngày và giữ cho cổ họng của mình được khỏe mạnh. Đó, không biết là các em có luyện thanh mỗi ngày giống như cô không? Dạ có. Nói thiệt đó nha. Tí nữa kiểm tra mà thấy không phải là tôi xử chết đó. Đó, mình là những người có tài năng thì mình phải luyện tập mỗi ngày. Đã có tài rồi thì đi tới đâu mình cũng nổi tiếng nha không? Cô là cô tin tưởng nhất vào nhóm Superstar nè. Các em á phải mang lại thật là nhiều những điều tự hào cho lớp và cho trường nha hôn. Dạ cô. Cô quả là có đôi mắt tinh tế. Những người như tụi mình mới là tài năng tương lai, niềm hy vọng của học viện La La này. Chứ đâu như cái bọn kia phát âm còn không rõ, lấy gì mà luyện giọng. Tụi nó cũng luyện mà, nhưng mà là luyện cho Việt được nghe. Còn đỡ hơn là mấy cái mặt vịt khả ố của mấy người. Thôi kệ đi DJ, đừng chấp nhất mấy người không biết đúng sai. Đợi thời gian trả lời đi. Rồi, để coi các em có luyện thanh như là các em đã nói không nha. Mời anh Na lên hát cô nghe. Dạ cô, em không hát được. Cô cho em nợ lên sau em hát cho cô. Why? What's the matter? Dạ, do em bị đau bụng. Thôi ngồi xuống đi. Mai mốt không có ăn bậy bạ trước giờ học nữa nha không? Thôi Nunu, lớp trưởng lên hát cho lớp nghe nha. Dạ. Vỗ tay cả lớp ơi. Biết yêu riêng ai là rất buồn, biết yêu đơn phương là sẽ luôn còn mãi trong lòng những tổn thương. Sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết. Điều buồn nhất là anh biết lại làm như không biết. Ra về chợ. Rồi, các em mở sách ra mình học bài mới nha. Ủa, ba ăn gì mà sao lại bị đau bụng vậy? Đau gì đâu, là do tôi không ăn sáng thôi. Sao hôm nay ba lại không ăn sáng? Có bao giờ tôi ăn sáng đâu, đâu chỉ hôm nay. Ừ, làm gì ngồi mình buồn vậy? Dạ đâu có, em đọc sách thôi. À, qua sao không cho anh chở về? Em ngại á, mấy đứa bạn em hay ghẹo lắm. Anh mà chở em về, tụi nó thấy tụi nó ghẹo em chết luôn á. Là mấy bé chung nhóm á hả? Dạ. Ừ, nói cũng phải ha. Tính ra là em hơi bị sâu sắc luôn á. Anh nói quá à, em có vậy đâu. Không có đâu, anh nói thật á. Anh là hơi bị thật lòng luôn. Mà nè, biết sao anh khen em sâu sắc không? Dạ sao? Tại vì anh cũng như vậy. Trong mấy chuyện tình yêu á, mình không nên công khai đâu. Công khai rồi có gì á, rồi bù lu bù lo, cái gì cũng post trên Facebook á, người ta nhìn vô không hay. Thật ra yêu nhau á, chỉ cần bên cạnh nhau, thấy vui, thấy hạnh phúc là được rồi. Càng công khai thì càng dễ mất nhau thôi. Mà em với anh chưa có gì hết mà. Anh nói vu vơ vậy thôi à, chứ đâu có ý gì đâu. Nhưng mà biết đâu á, bây giờ mình chưa có gì, nhưng mà sau này mình có gì thì sao? Lỡ đâu á, trời xui đất khiến hai đứa thành cặp sao?
Đồng ý với anh không? Dạ. À, cho anh mượn điện thoại xíu được không? Dạ. Rồi, số điện thoại của anh á, trước giờ điện thoại anh á chỉ toàn bị rung lên từ tin nhắn tổng đài, số điện thoại tổng đài thôi. Bây giờ anh muốn nó được rung lên nhiều lần vì Mirai. Anh nói thiệt không á, anh đẹp trai vậy nè, không lẽ trước giờ không có ai? Vậy là không tin anh rồi. Đâu có, em tin mà. Tin đúng không? Chắc không? Dạ. Tin thì có quà. Nè, đây là bức tranh á, chính tay anh vẽ. Tuy là nó hơi xấu một xíu, nhưng là tấm lòng của anh á, nhận giùm y. Em cảm ơn nha, đẹp quá à. Có gì đâu, thật ra biết sao anh vẽ mấy bông hoa này không? Dạ. Tại vì anh thấy em á, xinh đẹp cũng giống như nó vậy đó, cho nên là anh vẽ, nhưng mà bị cái không được khéo tay cho lắm. Em thấy đẹp mà. Em khen vậy là anh vui rồi. À, xíu á, lúc mà về á, nhớ đợi anh nha, đừng về trước á. Dạ, em biết rồi. Có số điện thoại anh rồi đó, có gì gọi anh. Dạ. Giờ anh đi trước nha. Bye bye. Bye. Con nhỏ này nhìn dễ thương vậy mà thương không dễ chút nào hết. Móc tiền ra, bây giờ tao không muốn nói nhiều. Dạ anh ơi, bữa nay em không có tiền anh ơi, hay là ngày mai em bù cho anh nha anh. Ai anh em với mày? Ngày hôm nay mà mày không nhả tiền ra thì tao đố mày bước ra khỏi cái trường này. Anh thông cảm cho em đi anh, ngày mai em đưa cho anh liền mà. Tao giận mặt với mày hả? Nè, trong trường mà anh làm cái gì vậy? Chuyện không có liên quan đến mày, biến. Muốn liên quan đó thì sao? Ranh con, chắc tao cho mày một giọng mày mới chịu câm cái họng của mày lại.